của vòng hôm nay chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về cung đạo và chúng ta tìm hiểu cả cách thức phòng thủ của bạn cho người dân. Sau đây tôi xin mời đồng chí Trung sẽ báo cáo về cung đạo. Và các đồng chí chỉ huy và các đồng chí, như mọi người cũng đã biết, quân bão số 1 sẽ đổ bộ vào đất liền. Đây là khu vực quân bão. Cao đâu quân bão chúng ta từ thời điểm này mọi người chú ý vào đây này, bão di chuyển theo hướng tây bắc. Bây giờ bắt đầu 11 20 km/h, mọi người chú ý là sẽ có hiện tượng cấp xảy ra ngay ở trên khu vực trung tâm của chúng ta. Đây sơ tán người dân và rà soát có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch ở khu vực biển. Báo cáo hết ạ. Đồng chí có còn phương án nào không? Ngoài ra thì chúng ta cũng nên đắp đê để kiên cố lại và để không khỏi bị sóng. Chính thế ạ. Lấy chim đến bờ bờ. Tôi thấy các ý kiến của các đồng chí rất tốt. Đi bờ bờ. Từ ngày chúng ta nên khẩn trương và thực hiện nhiệm vụ này ngay lập tức. Nhưng các đồng chí phải nhớ, tính mạng của người dân là trên hết. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Được. Các đồng chí bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ.